xin chào tất cả mọi người trong video hôm nay hoàng dũng muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người một cái mẹo nhỏ thì à, sau khi tạo được một con giới yêu của mình rồi thì à, ta đi dán cường lực và dán mặt trước mặt sau để bảo vệ nó đúng không mọi người thì vô tình sau khi ta dán miếng cường lực lên thì cái độ nhạy cảm ứng của cái máy không còn như lúc đầu nữa đúng không mọi người Đó. thì để khắc phục cái việc mà dán miếng cảm ứng lên mà trở lại độ nhạy như lúc đầu thì trong video hôm nay hoàng dũng muốn chia sẻ đến với mọi người một cái mẹo nhỏ đó nha mọi người thì bây giờ mọi người hãy cùng mình cầm chiếc điện thoại lên rồi xem hướng dẫn của mình nha rồi xin chào tất cả mọi người và bây giờ mọi người cầm chiếc điện thoại lên nha ok và bây giờ từ trên chiếc điện thoại ta vào cài đặt cài đặt đây nha mọi người rồi ta vào cài đặt ta cuộn xuống à, cuộn xuống đến cái mục màn hình chỗ này nha mọi người màn hình rồi ta lít vào thì đơn giản thôi mọi người cuộn xuống nữa mọi người cuộn xuống nữa đó mọi người thấy đây có cái mục là có cái dòng độ nhạy cảm ứng thấy không? tăng độ nhạy cảm ứng của màn hình để sử dụng với tấm bảo vệ màn hình đúng chưa đó thì bây giờ ta tích nó lên à đơn giản như vậy là xong thì ta tích nó lên rồi xong ta thoát ra đó và khi ta tích nó lên xong bây giờ bắt đầu mọi người ra thoát ra trở lại hàng chính thì bây giờ cái máy của điện thoại trở lại trơn tru như lúc đầu chứ không còn bị mà sau khi dán màn hình về mà mọi người lít vào nó ẹt như lúc trước nữa. Đó, vô tình ta không cài đặt nó như vậy thôi, đó. Thì bây giờ ta thiết lập nó như vậy thì cái màn hình của mình vẫn cái điện thoại của mình vẫn chạy trơn tru như lúc đầu. Rồi, bây giờ mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người nha.